Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là chiếc LG G7 bị lỗi hỏng, chờ thay thế sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Nhìn ở đây di động cao cấp.vn là video ngắn giải đáp một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan đến cái lỗi đột tử trên LG G7. Như các bạn đã biết, LG G7 là một trong những cái mẫu điện thoại có thời gian sử dụng rất là lâu, tức là có vòng đời sản phẩm rất là lâu rồi, cũng được 4-5 năm nay rồi. Thì việc mà máy nó bị lỗi không lên gì, đột tử, chết main, lỗi main là điều khó tránh khỏi qua thời gian sử dụng. Rất là nhiều các bạn hỏi di động cao cấp.vn là tại sao nó lỗi như thế và cách khắc phục như thế nào. Thì với cái lỗi đột tử trên LG G7 thì đa phần là do CPU ổ cứng nó lỗi hỏng, không sử dụng được, làm cho máy gây hiện tượng lỗi chết. Với cái cấu tạo main của LG G7 cũng giống như các mẫu điện thoại LG khác, cực kỳ khó thay thế sửa chữa. Với cái lỗi đột tử khi mà đã chết main thì di động cao cấp.vn thường là thay mới chọn bộ bảng main mới cho quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa không đến được di động cao cấp.vn cần thay mới main cho LG G7, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa, thay mới, lỗi, khắc phục lỗi đột tử trên LG G7, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn. Địa chỉ nhận sửa chữa full ban bệnh trên LG G7.